Lời Đế Tu Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô, Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tức Tổng giám mục Erbil nhận định rằng ít hy vọng các Kitô hữu Iraq hồi hương. Phát ngôn nhân Vatican thận trọng ủng hộ quan điểm của các giám mục Venezuela trong cuộc bầu cử. Maduro thề ra tay tàn bạo với ai dám thắc mắc kết quả cuộc bầu cử. Các vụ chống Kitô giáo gia tăng ở Israel. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Tổng giám mục Erbil nhận định rằng ít hy vọng các Kitô hữu Iraq hồi hương. Theo Đức Tổng giám mục Basawada của giáo phận Erbil thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở miền Kurdistan, Bắc Iraq, ít có hy vọng những Kitô hữu đã rời bỏ vùng bình nguyên Nineveh sau khi nhà nước Hồi giáo IS chiếm và tàn phá vùng này cách đây 10 năm. Hôm 1 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở ở thành phố Munich, Nam Đức, đã trích thuật lời Đức Tổng giám mục Woda nói rằng, hồi năm 2014, có 13.300 gia đình Kitô ghi danh tại vùng bình nguyên Nineveh. Ngày 6 tháng 8 năm 2014, các dân quân nhà nước Hồi giáo IS tiến chiếm vùng bình nguyên này. Trong đêm đó, hơn 100.000 Kitô hữu đã phải bỏ quê hương chạy trốn. Trong thời gian qua, đã có nhiều người trở về vùng Nineveh, nhưng số Kitô hữu tại Iraq tiếp tục giảm sút. Hồi năm 2003, có 1.500.000 tín hữu Kitô tại Iraq, trước khi Mỹ và quân đội đồng minh đánh Iraq để lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein. Nhưng nay, tại nước này chỉ có khoảng 250.000 tín hữu Kitô, tức là gần 1% dân số hiện nay của Iraq. Riêng tại vùng bình nguyên Nineveh, có khoảng 9.000 gia đình Kitô đã trở lại đây. Nhưng những người đã rời bỏ vùng này ít có hy vọng sẽ trở lại. Nhiều người trong số họ tìm được quê hương mới tại Liban, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tại các nước Tây Phương. Các tín hữu Kitô trẻ lập gia đình tại đó và chỉ trở về Iraq để thăm thân nhân. Những người khác lo sợ sự leo thang mới trong các xung đột tại Iraq. Tình trạng ngày càng căng thẳng hơn vì những xung đột hiện nay tại Thánh Địa và Liban. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ dấn thân nhiều tại Iraq trên nhiều bình diện. Trong 10 năm qua, từ 2014, cơ quan bác ái này đã tài trợ 56 triệu euro cho hơn 500 dự án và sự giúp đỡ này vẫn được tiếp tục thực hiện. Phát ngôn nhân Vatican thận trọng ủng hộ quan điểm của các giám mục Venezuela trong cuộc bầu cử. Ông Maduro thề ra tay tàn bạo với ai dám thắc mắc kết quả cuộc bầu cử. Trong một tuyên bố với những từ ngữ được cân nhắc cẩn thận, đại diện của Vatican tại Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, gọi tắt là OAS, đã đề nghị hỗ trợ các giám mục Venezuela và nói rằng chỉ có đối thoại và sự tham gia tích cực và đầy đủ của tất cả các chủ thể chính trị mới có thể giải quyết một cuộc khủng hoảng về cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Venezuela. Đức cha Juan Antonio Cruz Serrano không bình luận trực tiếp về nghị quyết kêu gọi chính phủ Maduro đưa ra bằng chứng rõ ràng về kết quả bầu cử chính xác. Ngài chỉ thừa nhận rằng các đại diện của OAS đã tán thành nghị quyết đó. Phát ngôn nhân của Vatican nói rằng Tòa Thánh ủng hộ ơn gọi dân chủ của người dân Venezuela được thể hiện qua sự tham gia đông đảo, tích cực và mang tính dân sự của tất cả người dân Venezuela trong quá trình bầu cử. Nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro đã thề sẽ đập tan thách thức mới nhất đối với chế độ của mình và nói với quân đội rằng ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cuộc cách mạng của mình trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về cuộc đàn áp diễn ra sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tuần trước. Ông Maduro cho biết hơn 2.000 người đã bị bắt trong những ngày kể từ cuộc bỏ phiếu 28 tháng 7, trong khi các nhóm nhân quyền cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và bị các lực lượng an ninh của Maduro đánh chết trong các cuộc biểu tình. Hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 8, Liên hiệp Âu Châu cho biết họ rất quan ngại về số vụ bắt giữ tùy tiện ngày càng tăng ở Venezuela
và tình trạng quấy rối đối với phe đối lập, nơi đã đưa ra bằng chứng cho thấy ứng cử viên của họ là ông Edmundo González đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là ông Josep Borrell cho biết trong một tuyên bố, Liên minh Âu Châu kêu gọi chính quyền Venezuela chấm dứt các vụ bắt giữ tùy tiện, cũng như đàn áp và lời lẽ bạo lực đối với các thành viên của phe đối lập và xã hội dân sự, đồng thời trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao là bà Canada Melanie Joly cũng lên án bạo lực trong một tuyên bố vào hôm Chủ nhật và cho biết các nhân chứng là công dân và các nhà quan sát quốc tế đã cung cấp bằng chứng đáng tin cậy rằng kết quả do chính quyền Maduro đưa ra không phản ánh ý chí của người dân Venezuela. Ông Maduro, người tuyên bố mình đã thắng cử nhưng vẫn chưa đưa ra bằng chứng và đã bác bỏ những lời chỉ trích như vậy vào hôm Chủ nhật trong một buổi lễ quân sự ở Caracas. Ông Maduro nói với các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Bolivar là một nhánh của quân đội đã tham gia vào cuộc đàn áp rằng Liên hiệp Âu Châu là một sự ô nhục. Khi trao huy chương cho những người lính mà Maduro cho biết đã bị thương khi ứng phó với các cuộc bạo loạn sau bầu cử vào thứ hai và thứ ba tuần trước, Tổng thống độc tài của Venezuela cho biết, chúng tôi đang đối đầu để đánh bại, ngăn chặn và phá hủy một nỗ lực đảo chính ở Venezuela. Ông Maduro, người được bầu sau cái chết của Hugo Chavez năm 2013, đã thúc giục các chỉ huy quân đội ra lệnh triển khai toàn diện quân đội của họ để đáp trả thách thức của phe đối lập. Trước đó, Tổng thống Venezuela đã nói với quân đội được trang bị súng trường để chống bạo động. Các bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ truy đuổi tất cả bọn tội phạm và tất cả bọn phát xít vì chủ nghĩa phát xít sẽ không nắm được quyền lực ở Venezuela. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì và tôi tin tưởng vào các bạn sẽ bảo đảm việc thực thi trật tự, luật pháp và hiến pháp. Các vụ chống Kitô giáo gia tăng ở Israel. Một nghiên cứu mới cho thấy các hành động hung hăng chống lại các Kitô hữu ở Thánh Địa đang trở nên phổ biến hơn. Trung tâm Rosin có trụ sở tại Jerusalem đã báo cáo sự gia tăng đáng lo ngại về các vụ việc từ phá hoại đến quấy rối cá nhân trong năm 2023. Báo cáo chỉ ra việc đập vỡ các bức tượng trong nhà thờ và các cuộc đối đầu trên đường phố. Trong đó, Kitô hữu bị xúc phạm, đe dọa hoặc ra lệnh dỡ bỏ thánh giá. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ Latin của Jerusalem, hoan nghênh báo cáo này và nói, chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra. Ông nói thêm rằng, thông tin về các vụ việc hung hãn nên được cung cấp cho chính quyền địa phương, ngay cả khi họ không làm gì, họ cũng không thể nói rằng điều đó không xảy ra. Cảnh tượng thường thấy ở Thánh Địa là những người Do Thái chính thống cực đoan nhổ nước bọt xuống đất bên cạnh đám rước Kitô hữu nước ngoài mang cây thánh giá bằng gỗ, đã gây ra sự phẫn nộ dữ dội và lan sóng lên án ở Thánh Địa. Kể từ khi chính phủ bảo thủ nhất trong lịch sử của Israel lên nắm quyền vào cuối năm 2022, các nhà lãnh đạo tôn giáo bao gồm cả thượng phụ Latin có ảnh hưởng do Vatican bổ nhiệm đã ngày càng lo ngại về tình trạng quấy rối ngày càng gia tăng đối với cộng đồng Kitô giáo 2.000 năm tuổi trong khu vực. Nhiều người cho rằng chính phủ với các quan chức theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đầy quyền lực như Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đã khuyến khích những kẻ cực đoan Do Thái và tạo ra cảm giác không bị trừng phạt. Yiska Harani, một chuyên gia về Kitô giáo và là người sáng lập đường dây nóng của Israel về các cuộc tấn công chống Kitô giáo, cho biết điều đã xảy ra với chủ nghĩa dân tộc tôn giáo cánh hữu là bản sắc Do Thái ngày càng phát triển xung quanh việc chống Kitô giáo. Ngay cả khi chính phủ không khuyến khích điều đó, họ cũng ám chỉ rằng sẽ không có biện pháp trừng phạt nào. Những lo lắng về sự bất khoan dung ngày càng gia tăng dường như vi phạm cam kết đã nêu của Israel về quyền tự do thờ phượng và sự tin tưởng thiêng liêng đối với các thánh địa, được ghi trong tuyên bố, đánh dấu sự thành lập của nước này cách đây 75 năm. Israel chiếm được Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967 và sau đó sáp nhập khu vực này trong một động thái không được quốc tế công nhận. Ngày nay có khoảng 15.000 Kitô hữu ở Jerusalem, phần lớn trong số họ là người Palestine tự coi mình đang sống dưới sự xâm lược.
Văn phòng của ông Netanyahu hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng Israel hoàn toàn cam kết bảo vệ quyền thiêng liêng về thờ phượng và hành hương tới các thánh địa của tất cả các tín ngưỡng. Ông nói, tôi mạnh mẽ lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm đe dọa các tín hữu và tôi cam kết thực hiện hành động ngay lập tức và kiên quyết chống lại hành động đó. Hôm 4 tháng 10 năm ngoái, cảnh khạc nhổ được ghi lại bởi một phóng viên của tờ báo Thiên Tạ Haaretz của Israel, cho thấy một nhóm người hành hương nước ngoài bắt đầu cuộc rước của họ qua mê cung đá vôi của thành phố cổ, nơi có vùng đất linh thiêng nhất của Do Thái giáo, ngôi đền linh thiêng thứ ba trong Hồi giáo và các địa điểm Kitô giáo lớn. Nâng cao một cây thánh giá bằng gỗ khổng lồ, những người đàn ông và phụ nữ quay trở lại con đường thành phố cổ mà họ tin rằng Chúa Giêsu đã đi trước khi bị đóng đinh. Trên đường đi, những người Do Thái chính thống cực đoan trong bộ vest đen và đội mũ đen rộng vành chen lấn những người hành hương qua những con hẻm hẹp, trên tay cầm những lá cọ nghi lễ của họ cho ngày lễ Sukkot kéo dài một tuần của người Do Thái. Khi họ đi ngang qua, ít nhất 7 người Do Thái chính thống cực đoan nhổ nước bọt xuống đất bên cạnh nhóm Kitô hữu du lịch, càng làm tăng thêm sự phẫn nộ. Elisha Yared, một nhà lãnh đạo định cư theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và là cựu cố vấn cho một nhà lập pháp trong liên minh cầm quyền của Netanyahu, đã bảo vệ những người nhổ nước bọt, cho rằng nhổ nước bọt vào các giáo sĩ Kitô giáo và tại các nhà thờ là một phong tục cổ xưa của người Do Thái. Ông viết trên X, trước đây gọi là Twitter. Có lẽ dưới ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, chúng ta đã phần nào quên mất Kitô giáo là gì. Tôi nghĩ hàng triệu người Do Thái phải chịu cảnh lưu đày sau các cuộc thập tự chinh sẽ không bao giờ quên. Yared bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại một thanh niên Palestine 19 tuổi, vẫn bị quản thúc tại gia. Trong khi video và bình luận của Yared lan truyền như cháy rừng trên mạng xã hội, thì làn sóng chỉ trích ngày càng tăng. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho biết, việc nhổ nước bọt vào Kitô hữu không đại diện cho các giá trị của người Do Thái. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo của đất nước, Michael Michaeli, một thành viên của đảng Shas, chính thống cực đoan, lập luận rằng việc khạc nhổ như vậy không phải là cách của Kinh Torah. Một trong những giáo sĩ trưởng của Israel khẳng định việc khạc nhổ không liên quan gì đến luật Do Thái. Các nhà hoạt động ghi lại các cuộc tấn công hàng ngày chống lại Kitô hữu ở Thánh Địa đã rất ngạc nhiên trước làn sóng chú ý bất ngờ của chính phủ. Harani, chuyên gia cho biết, các cuộc tấn công chống lại Kitô hữu đã gia tăng 100% trong năm nay. Không chỉ khạc nhổ, mà còn ném đá và phá hoại các bảng hiệu. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.